Hello cho mọi người nhé. Giờ này công việc mình bận quá ấy. Chẳng quay được video nhiều. Máy móc mình này nhiều lắm. Trong nhà nữa. Tivi rồi đồ điện. Thì bây giờ tối đấy. Mình đăng cho có video đây. Cái này cái ấm nước. Ấm nước siêu tốc mọi người. Tiện đây mình mình mới nhận thì mình chia sẻ luôn. Mình tranh thủ một xíu. Thì như khách báo hình như không có điện thì sao ấy. Mình cắm điện thử nào. Có điện mình nhỉ? Có điện mọi người. Còn hư ta. Thì trước tiên mình thử cái này á, mình kẹp dòng. Như mình hay kẹp là cái đồng hồ mà điện tử này. VC3266L này. Mình bật thang 20A. Mình để tạm đi. Cái này mình bật xuống nó nấu nha. Bật xuống thì cái dòng nó chạy này. Cái này nấu rồi. Ôi. Nấu bình thường rồi ta. Gì nhỉ? Cái này nó nấu bình thường mọi người ạ. Cái này mở nắp ra. Cái lọc cọc cọc. Cái này cái lọc cọc gì trong này thì mình tháo thử nhé. Thì để mà tháo cái nồi này. Cái nồi này thì sửa cái ấm nước quên. Cái ấm nước chứ không phải nồi. Cái ấm nước này thì sửa đơn giản thôi. Mình để cái điện thoại đó. Thì trước tiên nếu mà cái này mà hay mất điện ấy, dành cho những bạn nào mà kiểu như là tập tệ hay là muốn mò tự nhà sửa nhà ấy. Mình có mấy đứa em nó hay mò nên nó sửa mò nên mình thấy nó tò mò mình thích lắm. Thì trước tiên thì ở cái này nó sẽ ra cái từ cái dây cắm này sẽ về đây nó sẽ chia ra hai cái đường điện. Một mát và một nóng. Thì điện AC 220V. Thì mình cứ bật đồng hồ là thang 250V AC này. Mình đo. Cái này khi nào nó nhấn xuống này nó mới ăn này mọi người. Một cái nó ăn bên ngoài, một cái bên trong. Cái này cứ chập nhá, thì mình đo này. Mình đến thợ mình đo cho nó cẩn thận chập. Cái này nhấn xuống này này. Một cái là ngoài vòng ngoài, một cái vòng trong này. Nếu mà nó ăn là có điện. Cái này kiểu như là mình nhấn đó. Đây, nhấn chỗ sắt này đi. Một vòng ngoài. Trung sâu à? Xong ăn nhỉ? Thử đồng hồ rồi nhé. Xài đồng hồ điện tử chắc ăn đi. Cái đồng hồ này có khi thang đo là mấy đứa thợ mình nhé. Cho sẽ bị chập này. Sao chẳng thể ăn không biết. Cái này mình bật thang AC. Ở đồng hồ điện tử là AC là dấu ngã này. Mình sẽ đo một vòng này. Đó, đồng hồ kia hư rồi mọi người. Thì 232V này. Nghĩa là cái này cấp điện ra tốt rồi. Cái đít này không có hư nữa. Chỉ còn phần này thôi. Thì đối với cái này thì từ điện ở đây nó sẽ đi vào, đi qua cái giờ le hoặc công tắc là đi xong rồi đi vào cái điện trở lên để mà đốt. Mình mở luôn mọi người thấy. Thì trong cái trường hợp nó hư thì cái đường điện nó, nếu mà đến đít này tốt rồi thì từ cái hai cái chấm này này để ăn điện này nó đi vào cái thanh trở mà để nấu ấy, để đun nấu ấy. Nó một là bị mất do một nó hư ở đâu đó, công tắc hư chẳng hạn, hoặc là cái máy hư chỗ cái giờ le nhiệt nữa. Có cái thì có cái giờ le nhiệt, có cái thì có cái thanh lẫy á. Nó cũng cấu tạo giống nhau như kiểu là cái giờ le nhiệt thôi. Đây, mình tháo rồi, cậy rồi. Đây này. Thì đây công tắc. Công tắc nhiệt nhá, nóng thì nó nhảy. Nóng với cái thanh lẫy nó đẩy lên này. Ở trong này này, đẩy cái này ra. Còn ở đây nó có hai cái giờ lên nhiệt nhỏ nữa. Ai chả ốc này bay ra ngoài luôn này mọi người. Đây là cái vòng chữa mai so nấu này. Gọi là thanh chữa cũng được, gọi là mai so cũng được. Nó gắn trực tiếp với nồi. Để nó nấu, để nó đun nóng cái đế này. Cái đế này nó sẽ làm nóng nước ở trên này. Thì điện vào này. Một dây nguồn. Cái này là bóng báo hiệu thôi. Một điện từ này sẽ đi qua cái này. Hai thanh lẫy này.
trên và dưới, thì cái này đi qua cái này thanh lấy này vào, có một cái này nó sẽ qua công tắc, có một cái đi thẳng trực tiếp vào đây. Thì cả hai cái này đều đi trực tiếp vào đây, nhưng mà cái thanh lấy nó đẩy này, nó đẩy mọi người này đó, nó bật ra nó đẩy ra, nó không cho hai cái này thanh nó thông với nhau, không thông với nhau thì cái đường điện nó sẽ không đi vào hai cái này được, hai cực này được, hai cái đầu của cái mai son đấu này thì nó sẽ ngắt. Cái này khi nào mình bật xuống, mình bật lên nó sẽ đẩy lên này, nghĩa là mình bật công tắc á, cái này công tắc là bật lên bật ngược sẽ bình thường hay sao ấy, thì nó làm hai cái này ăn với nhau, thì đường điện đi vào đây nó sẽ ăn qua cái lấy này, ăn vào đây thì nó nấu thôi. Cái này thì không hư nên mình chẳng sửa được cái gì cả, mình lắp lại thôi. Cái này ốc nó tụt ra không biết là thợ nào sửa hay là gì mình chẳng biết được. Mình thử lại cho mọi người lần nữa nhé, xem nó nấu nhé. Này mình gắn nó cho an toàn đi. Cầm chập chờn. Đang không hư lại thành hư nữa, lên mệt. Cái này không biết sao khách đưa cho mình mà chẳng hư đưa cho mình biết. Chắc có thể khi người ta nấu ở nhà nó bị cái vấn đề gì. Xong rồi bây giờ nó được đấy mọi người. Nó chẳng hư nữa. À, cái này không xuống được ta. Đó cho mọi người. Ai chà. À, nó bị kẹt ở đây mọi người ơi. Sao nó kẹt đây nhỉ? Cái này hình như là bị kẹt đây, người ta cố tình tháo này lên mọi người. À đúng rồi. Cái này nó bị như vậy là người ta cố tình người ta để đấy. Mình thử lại nào. Cái này kiểu như có thợ nào cũng sửa rồi sao chẳng biết được. Thế nó là lạ. Tại vì cái này nó không khít lắm này. Mình thử đâu. À, mình hiểu rồi. Cái này gắn không sát. Ok, cái này thì mình do thợ làm ốc ra bung ra, chắc lúc được lúc không là do kiểu như thợ nó gắn nó bung ra ấy. Cái này mình gắn vào chặt để nó vào cái tâm giữa này được thôi. Cái này cũng không phải hư nặng lắm gì. Mình gắn vào mình thử nhá. Thì nguyên lý của cái nồi là như vậy thôi. Cái này thì sửa hầu như là chắc chắn 100% là được. Hoặc là không có thì mình có thay cái mình, nếu mình hư nặng quá mình thay luôn cái đế này cũng được mà. À, cái này có đồ thay, nó phổ biến thị trường loại nào cũng có. Còn cái trường hợp mà nó cháy mai so á thì mình biết vứt nồi thôi. À, cái này bật mạnh xuống nó mới nấu này. Đây, mọi người nhìn cái đồng hồ này nó đo nó có dòng là có ampere là có tải là nó nấu rồi đấy. Nhưng mình tắt đi thì nó nấu nóng quá thì nó đấy thôi. À, cái này mình bây giờ mình lấy ít nước mình thử luôn nhé.